Vào ngày 21 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người đã qua đời như cố thượng nghị sĩ John McCain. Tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga hôm 21 tháng 5 cho hay, trong bối cảnh các biện pháp trả đũa nhằm chống lại những lệnh trừng phạt Nga mà Mỹ liên tục áp đặt, Bộ Ngoại giao Nga đang công bố danh sách công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga vĩnh viễn. Tuyên bố đính kèm liên kết dẫn đến danh sách 963 công dân Mỹ bị cấm nhập cảnh Nga, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, Giám đốc FBI Christopher Wray và các quan chức Mỹ khác. Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Blinken đã bị Nga đưa vào danh sách này từ ngày 15 tháng 3. Bộ Ngoại giao Nga cho biết các hành động thù địch của Washington vốn gây trở ngại cho Mỹ sẽ tiếp tục bị đáp trả tương xứng. Danh sách bị cấm nhập cảnh cũng gồm phần lớn nghị sĩ Mỹ, cựu quan chức và quan chức đương nhiệm, thậm chí một số người đã qua đời như thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và phó giám đốc cơ quan tình báo quốc phòng Melissa Driscoll. Mike Pompeo, ngoại trưởng thời Tổng thống Donald Trump, cũng có tên trong danh sách.